Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với bố thí Ba La Mật Đa chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với pháp không nội chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với chân như chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với thánh đế khổ chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với thánh đế tập diệt đạo chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với bốn tịnh lự chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tám giải thoát chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với bốn niệm trụ chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với pháp môn giải thoát không chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với 10 địa Bồ Tát chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với 5 loại mắt chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với 6 phép thần thông chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với 10 lực Phật chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với pháp không quên mất, chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với tánh luôn luôn xả, chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với trí nhất thiết chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả dự lưu chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với quả nhất lai bất hoàn A La Hán chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn.
này thiện hiện. Nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với quả vị độc giác chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả hạnh Đại Bồ Tát chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nghĩa lý sâu xa, ai có thể tin hiểu? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào từ lâu đã tu sáu pháp Ba La Mật Đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu, thì Đại Bồ Tát ấy có thể tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy nên biết Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép Ba La Mật Đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng tư duy phân biệt sắc, chẳng tư duy phân biệt thọ tưởng hành thức, chẳng tư duy phân biệt tướng của sắc, chẳng tư duy phân biệt tướng của thọ tưởng hành thức, chẳng tư duy phân biệt tánh của sắc, chẳng tư duy phân biệt tánh của thọ tưởng hành thức, là vì sao? Vì sắc cho đến thức chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép Ba La Mật Đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng tư duy phân biệt nhãn xứ, chẳng tư duy phân biệt nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng tư duy phân biệt tướng của nhãn xứ, chẳng tư duy phân biệt tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng tư duy phân biệt tánh của nhãn xứ, chẳng tư duy phân biệt tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, là vì sao? Vì nhãn xứ cho đến ý xứ chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép Ba La Mật Đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng tư duy phân biệt sắc xứ, chẳng tư duy phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tư duy phân biệt tướng của sắc xứ, chẳng tư duy phân biệt tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tư duy phân biệt tánh của sắc xứ, chẳng tư duy phân biệt tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ, là vì sao? Vì sắc xứ cho đến pháp xứ chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép Ba La Mật Đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng tư duy phân biệt nhãn giới, chẳng tư duy phân biệt sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy phân biệt tướng của nhãn giới, chẳng tư duy phân biệt tướng của sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy phân biệt tánh của nhãn giới, chẳng tư duy phân biệt tánh của sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là vì sao? Vì nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép Ba La Mật Đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng tư duy phân biệt nhĩ giới, chẳng tư duy phân biệt thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy phân biệt tướng của nhĩ giới, chẳng tư duy phân biệt tướng của thanh giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy phân biệt tánh của nhĩ giới, chẳng tư duy phân biệt tánh của thanh giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là vì sao? Vì nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép Ba La Mật Đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng tư duy phân biệt tỷ giới, chẳng tư duy phân biệt hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy phân biệt tướng của tỷ giới, chẳng tư duy phân biệt tướng của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy phân biệt tánh của tỷ giới, chẳng tư duy phân biệt tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vì sao? Vì tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy, từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt thiệt giới, chẳng tư duy phân biệt vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy phân biệt tướng của thiệt giới, chẳng tư duy phân biệt tướng của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy phân biệt tánh của thiệt giới, chẳng tư duy phân biệt tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vì sao? Vì thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy, từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt thân giới, chẳng tư duy phân biệt xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy phân biệt tướng của thân giới, chẳng tư duy phân biệt tướng của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy phân biệt tánh của thân giới, chẳng tư duy phân biệt tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vì sao? Vì thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy, từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt ý giới, chẳng tư duy phân biệt pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy phân biệt tướng của ý giới, chẳng tư duy phân biệt tướng của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy phân biệt tánh của ý giới, chẳng tư duy phân biệt tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vì sao? Vì ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy, từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt địa giới, chẳng tư duy phân biệt thủy hỏa phong không thức giới, chẳng tư duy phân biệt tướng của địa giới, chẳng tư duy phân biệt tướng của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng tư duy phân biệt tánh của địa giới, chẳng tư duy phân biệt tánh của thủy hỏa phong không thức giới là vì sao? Vì địa giới cho đến thức giới chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy, từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt vô minh, chẳng tư duy phân biệt hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não, chẳng tư duy phân biệt tướng của vô minh, chẳng tư duy phân biệt tướng của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, chẳng tư duy phân biệt tánh của vô minh, chẳng tư duy phân biệt tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là vì sao? Vì vô minh cho đến lão tử sầu than khổ ưu não chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy, từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt dục giới, chẳng tư duy phân biệt sắc giới, vô sắc giới, chẳng tư duy phân biệt tướng của dục giới, chẳng tư duy phân biệt tướng của sắc giới, vô sắc giới, chẳng tư duy phân biệt tánh của dục giới, chẳng tư duy phân biệt tánh của sắc giới, vô sắc giới là vì sao? Vì dục giới, sắc giới, vô sắc giới chẳng thể nghĩ bàn.
này thiện hiện như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt bố thí ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt tướng của bố thí ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt tướng của tịnh giới cho đến tướng của bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt tánh của bố thí ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt tánh của tịnh giới cho đến tánh của bát nhã ba la mật đa. Là vì sao? Vì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt pháp không nội, chẳng tư duy phân biệt pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Chẳng tư duy phân biệt tướng của pháp không nội, chẳng tư duy phân biệt tướng của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Chẳng tư duy phân biệt tánh của pháp không nội, chẳng tư duy phân biệt tánh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Là vì sao? Vì pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt chân như, chẳng tư duy phân biệt pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng tư duy phân biệt tướng của chân như, chẳng tư duy phân biệt tướng của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng tư duy phân biệt tánh của chân như, chẳng tư duy phân biệt tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Là vì sao? Vì chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt thánh đế khổ, chẳng tư duy phân biệt thánh đế tập diệt đạo, chẳng tư duy phân biệt tướng của thánh đế khổ, chẳng tư duy phân biệt tướng của thánh đế tập diệt đạo, chẳng tư duy phân biệt tánh của thánh đế khổ, chẳng tư duy phân biệt tánh của thánh đế tập diệt đạo. Là vì sao? Vì thánh đế khổ tập diệt đạo chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt bốn tịnh lự, chẳng tư duy phân biệt bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng tư duy phân biệt tướng của bốn tịnh lự, chẳng tư duy phân biệt tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng tư duy phân biệt tánh của bốn tịnh lự, chẳng tư duy phân biệt tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Là vì sao? Vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt tám giải thoát, chẳng tư duy phân biệt tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười kiến xứ, chẳng tư duy phân biệt tướng của tám giải thoát, chẳng tư duy phân biệt tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng tư duy phân biệt tánh của tám giải thoát, chẳng tư duy phân biệt tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Là vì sao? Vì tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt bốn niệm trụ, chẳng tư duy phân biệt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
chẳng tư duy phân biệt tướng của bốn niệm trụ, chẳng tư duy phân biệt tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Chẳng tư duy phân biệt tánh của bốn niệm trụ, chẳng tư duy phân biệt tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Là vì sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép Ba La Mật Đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng tư duy phân biệt pháp môn giải thoát không, chẳng tư duy phân biệt pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng tư duy phân biệt tướng của pháp môn giải thoát không, chẳng tư duy phân biệt tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng tư duy phân biệt tánh của pháp môn giải thoát không, chẳng tư duy phân biệt tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Là vì sao? Vì pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn